mà báo hôm qua thấy Sở Y tế đề xuất Ủy ban nhân thành phố chỉ cho người dưới 65 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine được tham gia hoạt động đi lại làm việc. Vậy thì người trên 65 tuổi như tôi thì sao? Tôi vẫn đi làm, điều hành công ty gia đình ở quận 3. Nếu theo quy định này thì bất công quá, tôi phải ở nhà. Một câu hỏi tương tự Kalala. Thành phố chủ trương làm thẻ xanh, thẻ vàng, vaccine. Ai có thẻ xanh, thẻ vàng thì sẽ được đi lại. Tuy có hạn chế, nhưng tôi không nghe nói có thẻ xanh cho trẻ em. Vậy sắp tới, trẻ em dưới 18 tuổi đi học như thế nào? À, đây cái này cũng là câu hỏi hay. Tức là một người thì là trên 65 tuổi, một Đó, người dưới đúng 18 rồi. tuổi. Dạ. Để trả lời câu hỏi này thì cũng xin báo cáo với bà con cô bác, người dân thành phố và các bà con cô bác xem đài. Thì thành phố trong cái kế hoạch mà y tế, tạm gọi là kế hoạch và cái chiến lược, xa hơn là cái chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và phòng chống dịch, thì lần này chúng tôi có thí điểm theo đề xuất của ngành y tế. Thành phố đề xuất thí điểm là thẻ xanh Covid. Thẻ xanh Covid thì dự kiến thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là nếu đối vaccine một liều, vaccine loại ở một liều á, chích sau 2 tuần thì chúng ta là cái phạm vi hoạt động nó rộng hơn, hay là tạm gọi là có thể là thẻ xanh. Nhưng tuy nhiên về vaccine thì xin báo cáo cô bác, nó không phải là chỉ một mình vaccine là đã phòng chống dịch được. Do vậy cái thẻ xanh hay là thẻ vàng hay là thẻ xanh mà cấp độ 1, cấp độ 2 thì phải kèm gì? Phải kèm là 5K và xét nghiệm thì chúng ta mới đảm bảo cái điều kiện để làm việc. Tùy theo cái thẻ xanh hay thẻ vàng thì nó mức độ nó giới hạn khác nhau. Hay là nói vaccine 2 liều, vaccine 2 liều mà ta chích có một mũi thôi, chứ mới một liều thôi, thì 2 tuần thì chúng ta phạm vi hoạt động chúng ta nó hẹp hơn. Thì trong cái dự thảo cái hoạt động này chúng tôi cũng tính tới cái đoạn này. Còn đối với người trên 65 tuổi thì vẫn được tiếp vaccine bình thường, và nếu chúng ta đủ điều kiện sức khỏe thì chúng ta vẫn có thể tham gia làm việc. À, tức là vẫn đi lại chứ không Không chứ trong không cái đề xuất của Sở Y tế. thì giống như là người mà tới tuổi về hưu mà anh vẫn có sức khỏe làm việc thì anh có được ký hợp đồng hợp lại nếu có nhu cầu vị trí việc làm. Rồi chúng ta nếu đảm bảo phải cam kết là chúng ta có đủ sức khỏe và không có cái vấn đề gì, đó là tự nguyện, đó là một ước muốn gì đó, thì đây nó cũng là một cái chuyện cũng rất là bình thường. Vì chúng ta tiêm vaccine để đảm bảo chúng ta khỏe, chúng ta không bị dịch bệnh, tính mạng chúng ta được an toàn, thì chúng ta cũng được ứng xử như những người khác. Tức là không phải là cứ trên 65 tuổi là bị bắt ngồi ở Dạ nhà. không phải À, phải và như đấy, đó. như vậy là cũng là bà con đừng 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 hiểu lầm, Đúng mà rồi. là nếu như trên 65 tuổi mà có tiêm đủ 2 mũi vaccine thì vẫn có thể, và có nhu cầu đi làm thì vẫn được đi làm. Còn học sinh thì Dạ, còn học sinh thì sao ạ? Đối với học sinh thì chưa có quy định là tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi, thì cái này chắc là bà con cô bác ngành y tế cũng đang tính toán cái việc này. Thì về còn các em sau này khi đi học, hiện nay thì vẫn đang học là online. Giống như vừa tối hôm qua thì Thủ tướng Chính phủ làm một cái chương trình rất là nhân văn, rất là rõ ràng, rất là đáp ứng được cái yêu cầu về học trực tuyến, đó là sóng và máy tính cho các em đến học online. Thì chúng ta sẽ trang bị trong thời điểm này, thì ngành giáo dục và đào tạo của thành phố cũng đã có kế hoạch và xây dựng chiến lược dài hơi để khi nào thì chúng ta sẽ mở cửa lại trường lớp để các em tới trường. Và như vậy không có nghĩa là các em khai giảng mà không tới trường, thì có nghĩa là không không học mà chúng ta vẫn học online. Cụ thể như là cá nhân tôi thì hai đứa con tôi ở nhà thì nó cũng học online mà tôi thấy cũng rất là đầy đủ. Sáng nào thấy các bạn cũng xuống chuẩn bị rồi cũng sắp xếp, cũng mặc quần mặc áo cho đầy đủ giống như mình đi học, xong rồi bật lật lên online. Thì đây là một trong những câu chuyện mà cái chương trình sóng và máy tính của Thủ tướng Chính phủ đã phủ kịp thời tới các bà con cô bác. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có rất là nhiều khu khu dân cư, khu người dân, người công nhân cho thuê. Thì đồng chí Phó Thủ tướng Hy Tháp Tùng cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ở các cái huyện Bình Chánh, Bình Tân, quận 7, Nhà Bè thì cũng là rất là quan tâm đến câu chuyện là mình nói học online thì các em có đủ được học online không? Thì đây cái là một câu chuyện là chúng ta cũng phải tính toán. Dạ. Ở đây